ហើយយើងធ្វើការ tiền về với bà bắt đầu bị tiền nhà về rồi chúng thua kẹt sầm rồi chồng bảo về làm bài học về giờ ngả bữa ta so tấm vừa khơi nhà rồi trôi sạt chẳng hết nữa ta nhà về kẹt sầm rồi chưa Welcome to Mr. Rod in Cambodia. Welcome to Mr. Rod in Cambodia. Okay, giờ tôi cần select nơi rung vuông để dựng màn tiền nhà vườn mình. Bắt đầu mở chân chôm một can brass. Bắt đầu mở. Nơi đang ngọc này cho cái này cho new brass. Cái này là miếng nhà bột này. Bắt đầu mong để ngọn con này cho chân này cái đá add brass hay cho ok và trong chân này cái đá dưỡng ai đã chmô vào viên máu cái lại chmô đấy dưỡng đã mạch cái bàn ở dưới sưu chăm chẳng nè ok trong chân nó cho brass scale option nhằm cho scratch to fit hay trong chân nó colorize nhằm cho thin dưỡng ai đã thin dưỡng ai ok dưỡng ok máu và chân dương bàn khởi như này brass mùi đó thùng nó trong cái đá đi thùng mới về nhưng bạn ok chân tiên vì một kênh khám đó là mình dương nghe xưa không không cả tại cú đó là dương xạ cú xạ là bọn đó mới ok mà ok mới từ tôi chưa xạ đấy đó chập là cú cho mùi nâng khi nhóm bàn ngọt đi Welcome to Mr. Rod in Cambodia. Okay, này tụi con nên bắt đầu bây giờ bạn cùng sờ rối tả là những vừa cả đồng ròng, những ai giờ tiền đồng ròng vì máu này nè, những ai từng việc vì từng tiền vì bị trộn được nòng frame để những chọn đạn máu, hay những ai giờ sợi mưa là sao này tại vì thùng tu chẳng kia dưỡng ai tìm rừng bị trộn này chẳng á nè hay bắt đầu mình tiết nè tự ngọt này chạy bò lên cái lời mà này vô thế giới à sao dưỡng mang cứu rùi ai chẳng dưỡng ai dưa bộ mà gió nó dưa tự lên chứ mùi nó background nâng chạy bò là vì bà này tao